Xin chào tất cả các em, các thành viên của ôn thi viên chức giáo dục. Xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta ôn tập các nội dung của Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Thì các câu hỏi trong bộ đề của Nghị định số 81 thì thầy đã up lên lớp chúng ta. Thì xin mời các em chúng ta cùng vào lớp để cùng thầy chúng ta giải đáp các câu hỏi này các em nhé. Ở câu hỏi số 1 có nội dung: anh chị hãy cho biết các nguyên tắc xác định học phí được quy định tại Nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Em giúp thầy chúng ta xây dựng cấu trúc của 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Thì chúng ta phần mở bài chúng ta nên có khái niệm học phí, sau đó dẫn dắt vào cụ thể và các nguyên tắc em nhé. Chúng ta đi vào khái niệm phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo quy định tại nghị định này. Nghị định này chính là nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Nên chúng ta phải về khái niệm học phí là khoản tiền mà người học phải nộp để chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục đào tạo. Mức học phí được xác định theo lộ trình bảo đảm chi phí dịch vụ giáo dục đào tạo quy định tại nghị định này. Thì cái việc đóng quản lý nộp học phí để tuân thủ các nguyên tắc đúng không ạ, quy định của pháp luật, thì trong nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ đã xác định rõ các nguyên tắc trong việc về quy định nội dung về học phí làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục trên phạm vi cả nước thực hiện. Cụ thể có những nguyên tắc sau đây. Thì nguyên tắc thứ nhất là chia ra về đối tượng gắn với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Thứ hai là gắn với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp công lập. Thứ ba là đối với về học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thứ tư là đối với cơ sở giáo dục ở dân lập tư thục. Chúng ta thấy mỗi đối tượng chủ thể có những nguyên tắc cụ thể. Chúng ta thấy đầu tiên là gắn với về nguyên tắc xác định học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thì thực hiện trên cơ sở nguyên tắc như sau. Thì mức thu học phí được xây dựng theo nguyên tắc là chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, lộ trình tính giá dịch vụ đào tạo theo quy định và đảm bảo chất lượng giáo dục. Thì chúng ta thấy với cái nguyên tắc xác định học phí đối với cơ sở giáo dục non, cơ sở phổ thông công lập thì được xây dựng về mức thu học phí đấy, được xây dựng theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, rồi tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm, lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo theo quy định và bảo đảm chất lượng giáo dục. Thứ hai là về nguyên tắc xác định học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, thì đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Thì chúng ta thấy xác định rất rõ về mức học phí không vượt mức trần học phí quy định tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 của điều 10 quy định này. Thì chúng ta thấy rất rõ với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí về chi thường xuyên, và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì được xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản A của điều 10 quy định này. Thứ hai là đối với cơ sở giáo dục công với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, xác định mức thu học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 điều 10 quy định này. Chúng ta thấy với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, xác định mức thu học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 điều 10 quy định này. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được xác định mức học phí bảo đảm bù đắp chi phí có tích lũy theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp và các khoản khác có liên quan. Chúng ta thấy với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư thì được tự xác định mức thu học phí bảo đảm bù đắp chi phí có tích lũy theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp và các văn bản khác có liên quan. Thì chúng ta thấy có 3 phần quy định trong nội dung thứ hai về nguyên tắc xác định ở mức học phí đấy đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Thứ ba là đối với việc xác định mức học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập thì
thì được quy định rất cụ thể tại khoản 3 của điều 8 như sau. Một là cơ sở dục đại học công lập tự đảm bảo chi liên quan đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, và cơ sở giáo dục đại học công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, đúng không ạ? Thì xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 11 của hiện nay. Chúng thấy đối với cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học công lập do nước bảo đảm chi thường xuyên, xác định mức học phí không vượt mức trần học phí tại điểm A khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 11 của hiện nay. Hai là cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, xác định mức học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 điều 11 của hiện nay. Thì thấy cái phần quy định thứ hai đây là đối với cơ sở giáo dục đại học tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư cơ sở giáo dục đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, xác định mức thu học phí từng ngành theo hệ số điều chỉnh so với mức trần học phí quy định đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên theo quy định tại khoản 2 điều 11 này. Ba là đối với chương trình đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập đạt mức về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn của Bộ Đào tạo theo quy định và đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, thì cơ sở giáo dục đại học được xác định mức học phí của chương trình đó trên cơ sở xác định về định mức kinh tế kỹ thuật do cơ sở giáo dục tạo ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học và xã hội. Thấy quy định thứ ba ở đây rất là rõ trong phần xác định về nguyên tắc xác định học phí đấy đối với cơ sở giáo dục công lập, thì đối với chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục công lập đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn do Bộ Đào tạo quy định hoặc đạt mức kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, cơ sở giáo dục đại học được tự xác định mức thu học phí của chương trình đó trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật do cơ sở đào tạo ban hành, thực hiện công khai giải trình với người học với xã hội. Chủ thể thứ tư trong nguyên tắc xác định mức thu học phí là đối với cơ sở giáo dục dân lập tư thục. Thì đối với cơ sở ta thấy cơ sở dân lập tư thục được xác định về mức thu học phí trên cơ sở 4 quy định như sau. Một là cơ sở dân lập tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Chúng ta nhớ trừ dịch vụ do nước định giá, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định. Thì là thấy phần quy định nhất đối với về nguyên tắc xác định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục dân lập tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trừ dịch vụ do nhà nước định giá, bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí, giá dịch vụ do mình quyết định. Hai là cơ sở giáo dục dân lập tư thục có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm, mức thu học phí toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đào tạo, thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo. Tỷ lệ tăng hàng năm thì không quá 15% đối với đào tạo đại học, tăng tỷ lệ không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình đối với người học và xã hội. Thì thấy phần quy định thứ hai trong việc về nguyên tắc đóng học phí đối với cơ sở giáo dục dân lập tư thục, đó là cơ sở giáo dục dân lập tư thục thì có trách nhiệm thuyết minh chi phí giáo dục đào tạo bình quân một học sinh, mức thu học phí hàng năm ở mức thu toàn cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và toàn khóa học đối với cơ sở giáo dục đại học, rồi thuyết minh lộ trình và tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo. Tỷ lệ tăng hàng năm thì không quá 15% đối với cơ sở giáo dục đại học và tăng tỷ lệ tăng không quá 10% đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, và thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và giải trình đối với người học. Quy định thứ ba đối với nguyên tắc xác định học phí đối với cơ sở giáo dục dân lập tư thục, đó là học sinh thuộc đối tượng miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập tư thục được nhà nước chi trả tối đa bằng mức học phí đối với học sinh cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn. Chúng ta thấy đối với học sinh mà thuộc đối tượng miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí tại các cơ sở giáo dục dân lập tư thục được nhà nước chi trả tối đa bằng mức học phí đối với học sinh cơ sở giáo dục dân lập liên quan đối với học sinh cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn. Quy định thứ tư về nguyên tắc xác định mức học đóng học phí đấy đối với cơ sở giáo dục dân lập tư thục, đó là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì căn cứ
và điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục tiểu học, quy mô học sinh tiểu học trên địa bàn và định mức học sinh trên lớp cấp tiểu học theo quy định để xây dựng các tiêu chí, xác định các địa bàn không đủ trường công lập ở trình Hội đồng dân cấp tỉnh phê duyệt và quyết định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập theo từng năm học, rồi kinh phí hỗ trợ tiền đóng học do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thực hiện. Thì chúng ta thấy trong phần quy định thứ tư về nguyên tắc sẽ chi phí đối với cơ sở giáo dục dân lập tư thục, Ủy ban nhân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, rồi yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục tiểu học, quy mô học sinh tiểu học trên địa bàn và định mức học sinh trên lớp cấp tiểu học theo quy định để xây dựng tiêu chí xác định các địa bàn không đủ trường công lập trình Hội đồng dân cấp tỉnh phê duyệt và quyết định mức hỗ trợ về tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tại các trường tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập theo từng năm học, và kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí do ngân sách nước cấp theo quy định của ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện kèm nhau. Chúng ta thấy rất là rõ các nội dung quy định về nguyên tắc xác định học phí được quy định tại điều 8 ở trong nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Chúng ta thấy phần kết bài như sau, trên đây là các nội dung quy định về các nguyên tắc xác định học phí. Đây là các được quy định trong nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Đây là những nguyên tắc rất quan trọng để giúp cho các cơ sở giáo dục, thấy rồi, cơ sở mầm non, phổ thông, rồi nghề nghiệp, rồi đại học công lập cũng như các cơ sở giáo dục dân lập tư thục xác định làm cơ sở để xây dựng các mức học phí phù hợp theo quy định hướng dẫn của luật giáo dục đại học, của văn bản hướng dẫn thi hành các thông tư của Bộ Đào tạo liên quan các quy định về việc đóng học phí phù hợp với điều kiện và phù hợp với từng địa bàn, đúng không? Rồi từng đối tượng, hỗ trợ chính sách của nhà nước theo quy định hướng dẫn thi hành của văn bản trong ngành giáo dục và các văn bản quy định về mức đóng học phí do Bộ Tài chính quy định, kèm nhá. Xong trong câu hỏi số 1. Ta đi vào câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Anh chị hãy trình bày các quy định về học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở phổ thông trên tinh thần của nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Thì chúng ta trả lời câu hỏi này như sau. Thì chúng ta thấy rất là rõ rồi, đúng không ạ? Nghị định số 81/2021 của Chính phủ thì quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cũng như các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo. Chúng ta nhớ nhé, là nghị định số 81/2021 của Chính phủ thì quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trong đó thì nghị định đã đưa ra các quy định về việc các quy định về học phí đối với các cơ sở giáo dục, trong đó cơ sở mầm non và giáo dục phổ thông cụ thể như sau. Thứ nhất là về khung học phí cho năm học 2021/2022 thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt quá mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020/2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương. Thì chúng ta thấy với khung học phí năm học 2020/2021/2022 thì căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể nhưng không vượt quá mức trần khung học phí hoặc mức học phí do Hội đồng dân cấp tỉnh đã ban hành năm học 2020/2021 đối với từng cấp học và từng khu vực thuộc thẩm quyền quản lý địa phương. Thứ hai là đối với khung học phí năm 2022/2023 thì khung học phí đó thể gồm có mức sàn và mức trần đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông, công lập thì chưa đảm bảo thường xuyên thì được quy định như sau. Chúng ta nhớ đơn vị tính ở đây sẽ là 1.000 đồng trên học sinh trên tháng, em nhé. Thứ hai là phần quy định khung học phí cho năm 2022/2023 thì khung học phí đây sẽ gồm mức sàn và mức trần đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông, công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên như sau. Chúng ta nhớ về đơn vị tính, chúng ta nhớ là 1.000 đồng trên học sinh trên tháng. Chúng ta thấy chia ra các cái bảng này có cái vùng đấy, vùng này vùng thành thị, vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, em nhá. Thì chúng ta thấy rất là rõ và các cấp học ở đây rất rõ là mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, em nhá. Thì chúng ta thấy với vùng thành thị với mầm non thì chúng ta thấy là sẽ là 300 đến 400.000 đồng cho một học sinh trên một tháng. Nhưng tiểu học ở thành thị chúng ta thấy là sẽ từ 300.000 đồng đến 540.000 đồng cho một học sinh trên một tháng. Còn với cấp học trung học cơ sở thì sẽ từ 300.000 đồng đến 650.000 đồng cho một học sinh một tháng. Còn với trung học phổ thông là từ 300.000 đồng đến 650.000 đồng cho một học sinh một tháng. Thì chúng ta thấy chung ở đây với thành thị là mức mà
đóng ở đây đúng không, khung đây mầm non và tiểu học là từ 300 đến 540, còn với trung học cơ sở phổ thông đúng không ạ, ở thành thị đấy chúng ta nhớ đều từ 300.000 đồng đến 650.000 đồng cho học sinh một tháng. Vùng A là vùng nông thôn thì chúng ta thấy rất là rõ, với mầm non và tiểu học thì đều khung từ 100.000 đồng đến 220.000 đồng các em nhá, trên học sinh một tháng. Còn với học sinh trung học cơ sở phổ thông ở nông thôn thì mức ta thấy là với trong cơ sở thì là từ 100.000 đồng đến 270.000 đồng trung học sinh một tháng. Còn với trung học phổ thông, với học sinh học phổ thông thì sẽ là mức đóng ở đây sẽ là từ 200.000 đồng đến 350.000 đồng trên một sinh tháng đến nông thôn các em nhá, các em nhá, vùng nông thôn. Thế còn với vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì chúng ta thấy là cái mức khung học phí rất rõ, với mầm non và tiểu học thì ta thấy đều từ 50.000 đồng đến 110.000 đồng trên một sinh một tháng. Đây là mới vùng dân tộc thiểu số miền núi thì mầm non và tiểu học chúng ta thấy là đều từ 50.000 đồng đến 110.000 đồng trên một sinh một tháng. Thế còn đối với học sinh trung học cơ sở thì ta thấy khung học cơ sở thì ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi đấy sẽ mức là từ 50.000 đồng đến 170.000 đồng. Thế còn đối với trung học học sinh trung học phổ thông mức đóng ta thấy ở đây là vùng dân tộc thiểu số và miền núi sẽ từ 100.000 đồng đến 210.000 đồng trên học sinh một tháng. Thì chúng ta còn khung quy định rất là rõ liên quan đến khung học phí năm học năm 2022-2023 với khung học phí mức sàn và mức trần đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa thực hiện thường xuyên các em nhá. Thì chúng ta thấy với hội đồng, với phần quy định này thì thấy rất rõ hội đồng cấp tỉnh sẽ căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông công lập thuộc thẩm quyền quyết định việc sắp xếp phân loại các vùng trên địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức học phí. Ta thấy thẩm quyền thuộc về hội đồng dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định trên để quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể đối với cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc thẩm quyền và quyết định việc sắp xếp phân loại các vùng trên địa bàn để cơ sở giáo dục áp dụng mức học phí. Và khung học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại điểm này dùng làm căn cứ để hội đồng dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ điều đủ các cái trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo định. Chúng ta nhớ với khung học phí đối với giáo dục tiểu học công lập quy định tại điểm này dùng làm căn cứ để hội đồng cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở các địa bàn chưa đủ trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo định. Chúng ta thấy về nắm rất rõ về cái khu liên quan về cái khung học phí mức sàn mức trần đúng không? Đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông và công lập mà chưa tự làm thường xuyên. Thứ hai là liên quan đến cái phần quy định mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên. Chúng ta nhớ là tối đa bằng 2 lần mức trần học phí quy định tại điểm A của này. Điểm A chính là phần quy định về mức khung học phí mức sàn mức trần đối với cơ sở giáo dục mầm non phổ thông mà chưa đảm bảo thường xuyên đúng không ạ? Chúng ta nhớ còn thứ hai ở đây là gắn với mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên là tối đa tại nhớ là 2 lần bằng 2 lần mức trần học phí tại điểm A của này. Thứ ba ở đây chúng ta thấy là liên quan đến phần quy định mức trần của khung học phí đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí tại điểm A của này. Chúng ta thấy phần quy định ba là gắn mức trần của khung học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí tại điểm A của này. Thứ tư là với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư đạt mức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Đào tạo quy định thì được xác định về sẽ tự xác định được mức thu học phí trên cơ sở mức kinh phí về định mức kinh tế kỹ thuật, đến mức chi phí do cơ sở đào tạo ban hành trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng dân tỉnh xem xét. Ta nhớ đây đúng không? Sẽ xem xét phê duyệt mức học thu học phí. Chúng ta thấy là rõ với phần quy định tư là cơ sở mầm non, phổ thông công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư đạt mức kiểm định chất lượng cơ sở dục theo tiêu chuẩn của Bộ Đào tạo quy định thì được tự xác định mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở đào tạo ban hành trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức thu học phí. Thì thấy rất là rõ ở đây nội dung các phần quy định rất là chi tiết trong nội dung về khung học phí cho năm học 2022-2023 nhé.
Thứ ba, chúng ta thấy về khung học phí cho năm học 2023 đến 2024 trở đi thì được quy định sau hai nội dung. Thứ nhất là từ năm học 2023-2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân, nhưng không quá 7,5% trên năm. Thứ hai là căn cứ vào khung học phí quy định tại điểm A khoản này, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định. Thấy quy định thứ ba đây về khung học phí cho năm học 2023-2024 trở đi, từ năm học 2023-2024 trở đi, khung học phí được điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp. Và ta thấy điều chỉnh theo tỷ lệ phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân, nhưng không quá 7% trên năm. Hai là căn cứ vào khung học phí quy định tại điểm A khoản này, thì Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân cấp tỉnh quyết định mức thu học phí cụ thể nhưng không vượt mức trần quy định. Ở phần thứ tư, ở với các địa bàn có khả năng xã hội hóa cao, căn cứ vào chính sách phát triển giáo dục của nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân cấp tỉnh xem xét quyết định khung học phí hoặc mức học phí đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông công lập. Ở đây bao gồm cả cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành, bảo đảm mức thu học phí tương xứng với chất lượng giáo dục, đồng thời phải đảm bảo thực hiện các mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của luật giáo dục và văn bản hướng dẫn thi hành. Thì chúng ta thấy rất là rõ phần quy định thứ tư, ở các địa bàn mà khả năng xã hội hóa cao, căn cứ vào chính sách phát triển giáo dục của nhà nước và tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân cấp tỉnh xem xét quyết định khung học phí hoặc mức học phí đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông công lập. Ở đây bao gồm cả cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan thẩm quyền ban hành, bảo đảm mức thu học phí tương xứng với chất lượng dịch vụ giáo dục, đồng thời phải bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục bắt buộc theo quy định của luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thứ năm là đối với trường hợp mà học trực tuyến online thì Ủy ban dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý tối đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đã ban hành. Thấy phần quy định thứ năm cũng rất quan trọng và phù hợp với thời điểm hiện nay. Chúng ta thấy là với sự phát triển của công nghiệp 4.0 liên quan vừa rồi dịch bệnh Covid, chúng ta thấy là việc học trực tuyến đúng không ạ? Thấy với trường hợp mà học trực tuyến học online đấy thì Ủy ban dân cấp tỉnh sẽ trình Hội đồng dân cấp tỉnh quy định cụ thể mức học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo phân cấp quản lý trên cơ sở chi phí phát sinh thực tế hợp lý tối đa bằng mức học phí của cơ sở giáo dục đại học vừa đối với cơ sở giáo dục đã ban hành, đã được ban hành. Thứ sáu là đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện chương trình phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cung cấp ở trên địa bàn. Đối với các loại hình giáo dục thường xuyên khác, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân tỉnh phê duyệt mức thu cụ thể phù hợp với từng loại hình đào tạo và điều kiện thực tế của từng địa bàn. Thì chúng ta thấy phần quy định thứ sáu ở đây đó là đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn. Đối với các loại hình giáo dục thường xuyên, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân cấp tỉnh phê duyệt mức thu cụ thể phù hợp với từng loại hình đào tạo và điều kiện thực tế của từng địa bàn. Chúng ta thấy 6 phần quy định rất là rõ trong nội dung phần trả lời liên quan câu hỏi về học phí đối với quy định học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông các em nhé. Chúng ta thấy cho trả lời câu hỏi số 2. Chúng ta thấy phần kết bài câu hỏi số 2 như sau. Trên đây là các nội dung quy định về học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông được quy định tại nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Đây là các quy định rất quan trọng để cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông áp dụng các khung học phí phù hợp được ban hành trong nghị này, áp dụng với các năm học 2021-2022-2023 rồi từ 2023-2024 trở đi, các phù hợp với từng điều kiện kinh tế xã hội của địa phương đúng không ạ, rồi với từng các cái cấp học phù hợp đúng không ạ, từ mầm non hay là tiểu học cho cơ sở phổ thông, và trong các điều kiện học phù hợp đúng không, với học trực tiếp, học trực tuyến, hoặc là đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở khác trong việc áp dụng các chương trình phổ thông, áp dụng mức học phí phù hợp theo hướng dẫn của nghị định số 81/2021 của Chính phủ các em nhé. Xong trong câu hỏi số 2. Ta đi vào câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Anh chị hãy trình bày các quy định về thu quản lý sử dụng học phí theo tinh thần của nghị định số 81/2021 của Chính phủ
liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta sẽ trả lời nội dung này như sau. Chúng ta cần xác định ý với câu hỏi số 3. Thì chúng ta đây đầu tiên về lý thuyết là chúng ta có về phần thu, quản lý, đúng không ạ? Và sử dụng học phí. Thứ hai là phần liên hệ thực tế về nội dung này. Thì chúng ta sẽ xác lập từng ý một để chúng ta trả lời cho phù hợp em nhé. Chúng ta đấy cần xác định được các nội dung trong cái phần trả lời. Thì chúng ta thấy rồi, nhất là rõ đúng không ạ? Học phí là cái nguồn thu được thực hiện. Chúng ta thấy trong cái khái niệm mà thầy đã chia sẻ trên ấy, thì chúng ta thấy về học phí trên khoản tiền bằng học phải nộp cho chi trả một phần toàn bộ các dịch vụ của giáo dục đào tạo và thực hiện theo các quy định của pháp luật đối với các cơ sở giáo dục. Và đối với các cơ sở dục thì phải thực hiện cái việc thu, quản lý, sử dụng học phí theo quy định hướng dẫn của pháp luật. Thì trong nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ đã quy định rõ về nội dung này như sau. Đấy, nội dung này chúng ta nhắc chính là về phần khoản thu, quản lý, sử dụng học phí. Thì thứ nhất chúng ta thấy cái mục 3.1 chính là phần về thu học phí thì được quy định tại điều 12 của nghị định số 81 năm 2021 như sau. Một là học phí được thu định kỳ hàng tháng. Nếu học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Thế còn đối với cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông, học phí được thu tối đa là 9 tháng trên năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, học phí được thu tối đa là 10 tháng trên năm. Chúng ta thấy về phần học phí ở đây, nhất là học phí được thu theo định kỳ hàng tháng. Nếu người học tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, đào tạo thường xuyên và các khóa đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, học phí được thu theo số tháng thực học. Còn đối với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông, học phí được thu tối đa là 9 tháng trên năm. Đối với cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, học phí được thu tối đa là 10 tháng trên năm. Thứ hai là thu trong trường hợp ta thấy là học phí ở đây, trong trường hợp mà xảy ra thiên tai, dịch bệnh, có sự kiện bất khả kháng thì học phí được thu theo số tháng học thực tế. Ở đây bao gồm cả thời gian mà tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường, không thu học phí trong thời gian không tổ chức dạy học. Mức thu học phí đảm bảo về nguyên tắc để chúng ta thấy theo số tháng thực học và chi phát sinh cần thiết để tổ chức dạy học, nhưng không vượt quá tổng thu học phí tính theo số tháng tối đa của một năm tối đa 9 tháng với năm học cơ sở mầm non phổ thông và tối đa 10 tháng đối với cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Và công khai từ đầu năm học trong các cơ sở giáo dục, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân quyết định cụ thể thời gian thu mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định thời gian thu rồi mức học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh, các sự kiện bất khả. Em thấy cái quy định thứ hai về thu học phí đây là gắn với trường hợp mà xảy ra thiên tai dịch bệnh, sự kiện là các sự kiện bất khả kháng thì học phí được thu theo số tháng học thực tế, bao gồm lấy cả cái thời gian tổ chức dạy học trực tuyến hoặc bố trí thời gian học bù tại trường. Không thu học phí chúng ta thấy là trong thời gian mà không tổ chức dạy học, và mức thu học phí bảo đảm về nguyên tắc theo số tháng thực học và chi phí phát sinh cần thiết để tổ chức dạy học, nhưng không vượt quá tổng thu học phí tính theo số tháng tối đa một năm học, tối đa đây 9 tháng trên năm đối với cơ sở mầm non phổ thông và tối đa 10 tháng trên năm đối với cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Và công khai từ đầu năm học trong các cơ sở giáo dục, Ủy ban dân cấp tỉnh trình Hội đồng dân quyết định cụ thể thời gian thu mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quy định thời gian mức thu rồi mức học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả. Thứ ba là mới trong trường hợp mà tổ chức giảng dạy học tập theo học chế tín chỉ, chúng ta thấy là các cơ sở dục có thể quy đổi để thu học phí theo tín chỉ. Tuy nhiên, tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo học. Chúng ta thấy với định thứ ba đây, với trường hợp mà tổ chức giảng dạy học tập theo học theo tín chỉ thì các cơ sở giáo dục có thể quy đổi chúng ta thấy đúng không ạ? Là đổi học phí theo tín chỉ. Tuy nhiên, tổng số học phí thu theo tín chỉ của cả khóa học không vượt quá mức học phí quy định cho khóa học nếu thu theo năm học. Thứ tư, đối với các cơ sở giáo dục thì có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp phí vào ngân hàng thương mại hoặc kho bạc nhà nước để quản lý sử dụng. Trong trường hợp phát sinh khoản thu học phí bằng tiền mặt thì định kỳ đơn vị phải làm thủ tục chuyển nộp toàn bộ học phí đã thu bằng tiền mặt còn dư tại quỹ và tài khoản của đơn vị kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý theo quy định
phần quy định thứ tư ở đây trong một thu học phí ở cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thu học phí và nộp học phí vào ngân hàng thương mại hoặc kho bạc nhà nước để quản lý sử dụng. Trường hợp mà trong trường hợp phát sinh khoản thu học phí bằng tiền mặt thì định kỳ đơn vị phải làm thủ tục chuyển nộp toàn bộ học phí đã thu bằng tiền mặt còn dư tại quỹ và tài khoản của đơn vị, đúng không ạ, tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để quản lý theo quy định. Chúng ta thấy phần nội dung rất rõ về phần thu học phí. Thứ hai, chúng ta thấy về 3.2 về phần quản lý và sử dụng học phí thì đã được quy định rất rõ tại điều 13 trong nghị định số 81/2021 của Chính phủ như sau. Thứ nhất là cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị công lập và tổng hợp và báo cáo tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục theo quy định pháp luật. Thứ hai là cơ sở giáo dục dân lập tư thục sử dụng học phí theo nguyên tắc tự đảm bảo thu chi và chịu trách nhiệm về quản lý tài chính đối với hoạt động của mình, tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật. Thứ ba là với cơ sở giáo dục thực hiện quản lý các khoản thu chi học phí theo chế độ kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy định pháp luật, thực hiện yêu cầu về thanh tra kiểm tra của các cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp. Thứ tư là cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển phải công bố công khai mức thu học phí, chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí nếu có cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học. Thứ năm là cơ sở giáo dục sẽ có trách nhiệm công khai giải trình chi phí đào tạo ở mức thu học phí, lộ trình tăng học phí cho từng năm học, cấp học, khóa học, công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng theo quy định, công khai chính sách miễn giảm học phí, mức thu miễn giảm học phí trong hợp xảy ra thiên tai dịch bệnh và các sự kiện bất khả kháng khác. Thì thấy phần quy định ở đây mục 3.2 về phần quản lý và sử dụng học phí thì phần có 5 quy định rất rõ. Một là ta thấy là các cái cơ sở giáo dục công lập sử dụng học phí theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và tổng hợp và báo cáo tài chính hàng năm của cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật. Thứ hai là cơ sở giáo dục dân lập tư thục để sử dụng học phí theo nguyên tắc là tự đảm bảo thu chi và tự chịu trách nhiệm về quản lý tài chính đối với hoạt động của mình, tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật. Thứ ba là cơ sở giáo dục thực hiện quản lý các khoản thu chi học phí theo chế độ kế toán, kiểm toán, thuế và công khai tài chính theo quy định pháp luật, thực hiện yêu cầu về thanh tra kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp. Thứ tư là cơ sở giáo dục trước khi tuyển sinh hoặc xét tuyển phải công bố công khai mức thu học phí rồi chi phí đào tạo cho từng năm học, cấp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, lộ trình tăng học phí nếu có cho từng năm học và dự kiến cho cả khóa học đối với giáo dục đại học. Thứ năm là cơ sở giáo dục sẽ có trách nhiệm công khai giải trình chi phí đào tạo, mức thu học phí, lộ trình tăng học phí từng năm học, cấp học, khóa học, công khai các điều kiện đảm bảo về chất lượng theo quy định, công khai chính sách miễn giảm học phí và mức thu miễn giảm học phí trong trường hợp xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng, đúng không ạ? Thì thấy các quy định rất là rõ về phần thu học phí và quản lý sử dụng học phí nha. Nằm trong khoản số 3. Chúng ta thấy phần kết bài trong khoản số 3 như sau. Trên đây là các nội dung quy định về thu, quản lý và sử dụng học phí theo tinh thần của nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Đây là các quy định rất quan trọng để giúp cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện công tác thu học phí theo đúng quy định của Bộ Đào tạo, của Bộ Tài chính liên quan về hoạt động thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở phổ thông, cơ sở thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học theo đúng quy định hướng dẫn, đúng không ạ? Và trong căn cứ vào từng điều kiện thực tế về xảy ra thiên tai, dịch bệnh sẽ được thực hiện theo đúng các quy định trên cơ sở trình của Ủy ban dân cấp tỉnh lên Hội đồng dân cấp huyện, cấp tỉnh quyết định trong các trường hợp tổ chức giảng dạy, học tập và các trường hợp thực hiện theo cơ chế học tín chỉ thì thực hiện theo cơ chế thu nộp theo đúng hướng dẫn quy đồ, đúng không ạ? Và trong hoạt động về quản lý sử dụng học phí thì các cơ sở giáo dục công lập, các cơ sở giáo dục dân lập tư thục tuân thủ theo các quy định hướng dẫn của Chính phủ trong việc quản lý sử dụng học phí phù hợp. Và với các trường hợp các dân lập tư thục thì sẽ thực hiện theo nguyên tắc tự đảm thu chi, chịu trách nhiệm về hoạt động tài chính của mình, tuân thủ theo các quy định hướng dẫn của các cơ quan về thuế, kiểm toán, đúng không ạ? Thực hiện công khai các
các mức học phí, đúng không? Lộ trình tăng học phí theo từng năm học, cấp học, khóa học cho người học được biết theo đúng hướng dẫn trong quy định của nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ, em nhá. Xong trong câu hỏi số 3 đầy đủ các nội dung bao hàm về quản lý về thu, quản lý về sử dụng học phí. Ta đi tiếp với câu hỏi số 4 có nội dung như sau: căn cứ vào nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ, anh chị hãy trình bày về các nội dung sau đây. Thì chúng ta thấy là trước khi phần này chúng ta thấy một phần nữa trong hỏi số 3 mà chúng ta thấy nó rất là sát sườn, đó là về phần liên hệ thực tế cho câu hỏi về thu, quản lý, sử dụng học phí. Thì chúng ta bao giờ phần giới thiệu là các em một cái form chúng ta giới thiệu về về đơn vị chúng ta công tác, về lịch sử ra đời, hình thành phát triển của nhà trường, đúng không ạ? Chúng ta phải giới thiệu lịch sử, đúng không ạ, ra đời rồi các thành tích đạt được các em nhá. Rồi chúng ta liên hệ liên quan về công tác thu, quản lý, sử dụng học phí thì chúng ta ta phải cơ sở tôi liệt kê cả ra số lượng viên chức, nghĩa là người lao động trong trường học chúng ta, rồi số lượng học sinh trong học vừa qua có bao nhiêu lượng học sinh, ta thấy từng cấp học thì mầm non, đúng không? Nhà trẻ mẫu giáo đấy, nhà trẻ em rồi còn mới tiểu học, trung học cơ sở phổ thông, thì chúng ta thấy rằng liên hệ số lượng bao nhiêu học sinh trong học vừa qua, đúng không, và chúng ta đã thực hiện các quy định về thu, quản lý, sử dụng học phí theo định thần hướng dẫn của định số 81 năm 2021 của Chính phủ, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy thực hiện còn nhớ được em đưa ra cả những con số thu cụ thể em nhá. Đấy, và tuân thủ thực hiện theo đúng quy định hướng dẫn trong định số 81, đúng không, thì thu đúng, thu đủ đúng quy định. Đấy, cái số lượng thống kê thấy là đa số là họ sẽ thu theo định kỳ hàng tháng, là một số lượng có bao nhiêu phụ huynh học cả khóa học hay cả năm học, đúng không ạ? Thấy rất là rõ. Và đặc biệt đặt trong tình huống vừa rồi chúng thấy liên quan dịch bệnh Covid ấy, chúng ta đã triển khai thực hiện thu học phí thế nào, rồi liên quan cái việc mà thu học phí trong quanh thức học trực tuyến online chi trả, đúng không, đã thấy là phù hợp với thời gian vừa qua, rồi đơn vị lập đã sử dụng hiệu quả các cái nguồn học phí như thế nào, đúng không? Nếu các em đã từng công tác ở đơn vị trường dân lập tư thục chúng ta thấy nếu đó họ chúng ta đang công tác ở trường công lập cũng vậy, chúng ta thấy là thực hiện theo quy định hướng dẫn và cũng chịu sự kiểm tra giám sát và quản lý trong hoạt động thu chi về nguồn học phí đấy, ta thấy thông qua các cơ quan kiểm toán, cơ quan thuế, đúng không, cũng cả về tài chính, rồi nhà trường cũng đã công khai các cái mức học phí trước khi tuyển sinh, đúng không, rồi lộ trình tăng học phí, đúng không, đối với cho nghĩa là cho phụ huynh học sinh đấy, đúng không? Đầy đủ trên website, nên là khi mà phụ huynh học sinh đến đóng học phí hoặc là thông qua các buổi họp phụ huynh, chúng ta thấy rất là rõ, công khai đầy đủ các mức học phí thực hiện theo quy định, và nhà trường cũng có quy chế công khai về tài chính đầy đủ các khoản thu chi trong hoạt động nhà trường trong thời gian vừa qua. Đó, thì chúng ta đánh giá tổng thể như vậy nhé, với câu hỏi số 3 thì hệ thực tế về phần thu, quản lý, sử dụng học phí kèm nhá. Ta đi tiếp với hỏi số 4 có nội dung là căn cứ vào nghị định số 81/2021 của Chính phủ, anh chị hãy trình bày về các nội dung sau đây. Thứ nhất là đối tượng không phải đóng học phí, thứ hai là đối tượng được miễn học phí. Thì chúng ta sẽ trả lời nội dung câu hỏi này như sau. Thì chúng ta thấy rồi thì việc đóng học phí đó là chúng ta thấy bao giờ có khái niệm mà liên quan về khái niệm học phí mà thầy đã chia sẻ trước ngay từ khái niệm các em ấy. Học phí chính là một khoản tiền bằng học phải nộp, chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí của dịch vụ giáo dục đào tạo theo quy định của pháp luật. Thì các đối tượng phải thực hiện các nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ là đấy, về thực hiện các dịch vụ đào tạo ấy, và thực hiện học phí, đúng không, theo tuân thủ các quy định của pháp luật. Đồng thời thì các quy định pháp luật cũng có quy định rõ xác định với các cái trường hợp mà không phải đóng học phí và các cái đối tượng mà được miễn học phí, đúng không ạ? Đối với các đối tượng mà được hưởng các chính sách, đúng không, theo quy định của pháp luật, ưu đãi người có công, các trẻ em, từng đối tượng được hưởng chính sách theo quy định pháp luật, thì nghị định số 81/2021 Chính phủ đã quy định rõ về nội dung này như sau. Đấy, ta thấy về cái nội dung mà đối tượng không phải đóng học phí là sẽ trả lời được A là không phải đóng học phí, hai là A là được đối tượng sẽ miễn học phí. Thì chúng ta thấy mục 4.1 chính là về đối tượng không phải phí, chính là bao gồm đây. Và được thấy có hai đối tượng, một là học sinh tiểu học trường công lập, thứ hai là với người theo học các chuyên ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh theo quy định của luật giáo dục đại học, các chuyên môn, các ngành về chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thì chúng ta thấy có hai đối tượng không phải đóng phí, một là học sinh tiểu học trường công lập, thứ hai là những người theo học các chuyên ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh theo quy định của luật giáo dục đại học, các ngành chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định. Ta được tiếp 4.2 là về phần quy định các đối tượng được miễn học phí, thì chúng ta thấy gồm các cái đối tượng
rất là cụ thể, 19 đối tượng các em nhé. Đối tượng thứ nhất đó là các đối tượng theo quy định tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, nếu đang học tại các cơ sở dục của trong quân dân, có những người mà thấy là có công với cách mạng, gia đình có công với cách mạng đúng không, thương binh liệt sĩ, con thương binh, con liệt sĩ đúng không, người dân tộc thiểu số, thấy rất là rõ. Những đối tượng chính sách ưu đãi thì đầu tiên là các đối tượng thuộc quy định pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đang theo học tại cơ sở thuộc hệ thống giáo dục quân dân. Thứ hai đó là những trẻ em mẫu giáo, học mẫu giáo và học sinh sinh viên khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội, đối tượng ai hoặc là trường học mẫu giáo, học sinh sinh viên khuyết tật. Thứ ba là trẻ em học mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, và người từ 16 tuổi đến 20 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học, văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 5 của Nghị định số 20/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Rồi người học thuộc các cái trình độ về trung cấp, cao đẳng, đang mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nuôi nương tựa theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp. Chúng ta thấy đối tượng thứ ba đó là trẻ em mẫu giáo và học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, và người từ 16 tuổi đến 20 tuổi đang học phổ thông, giáo dục đại học, văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 5 của Nghị định số 20/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, của người học các trình độ về trung cấp, cao đẳng, mồ côi cả cha lẫn mẹ, rồi không nơi nương tựa theo quy định của luật giáo dục nghề nghiệp. Đối tượng thứ ba mà chúng ta thấy là cái đối tượng được miễn học phí đó là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại các cơ sở thường xuyên theo chương trình giáo phổ thông có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà trong trường hợp ở với ông bà thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng thứ tư có thể được miễn học phí ở đây đó là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ, hoặc có cả cha và mẹ hoặc ông bà, và trong trường hợp ở ông bà thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thứ năm là đối với đối tượng là trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn và vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan thẩm quyền, thì chúng ta thấy đối tượng thứ năm cần phải được miễn học phí đó là trường đối với trẻ em, với trường hợp là trẻ em mầm non 5 tuổi ở các thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của các cơ quan thẩm quyền. Đối tượng thứ sáu được miễn học phí đó là trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 điều này, được miễn học phí từ năm 2024/2025, được hưởng từ ngày 1/9/2024. Đặc biệt đối tượng 6 là trẻ em mầm non 5 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 điều này, được miễn học phí từ năm học 2024/2025, được hưởng từ mốc từ 1/9/2024 em nhé. Thứ 7 là đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại các cơ sở thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 điều 6 của Nghị định số 27/2016 Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Đối tượng thứ 7 là được miễn học phí đó là trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông là con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại khoản 2 điều 6 của Nghị định số 27/2016 của Chính phủ quy định về một số chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ. Đối tượng thứ 8 đó là học sinh trung học cơ sở ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan thẩm quyền, được miễn học phí từ năm học 2022/2023. Đối tượng này sẽ được hưởng từ ngày 1/9/2022. Ta nhớ đối tượng thứ 8 mà thấy được miễn học phí, ta nhớ là học sinh trung học cơ sở ở thôn bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan thẩm quyền, được miễn học phí từ năm 2022/2023 và được hưởng mốc từ ngày 1/9/2022. Đối tượng thứ 9 được miễn học phí là học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 điều này, thì được miễn học phí từ năm học 2025, năm học 2026, được hưởng bắt đầu tính từ ngày 1/9/2025. Đối tượng thứ 10 được miễn học phí đó là học sinh, sinh viên, hệ cử tuyển, kể cả học sinh cử tuyển học nghề, nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên theo quy định của Chính phủ về chế độ cử tuyển và các cơ sở giáo dục đại học
và giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đối tượng thứ 11 được miễn học phí, đó là học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học, khoa dự bị đại học. Đối tượng thứ 12 mà được miễn học phí thì chúng ta thấy ở đây, đó là học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, người dân tộc thiểu số, có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ, hoặc ông bà, trong trường hợp ở với ông bà, thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, theo quy định của chính phủ. 13, đối tượng được miễn học phí thứ 13 đó là các sinh viên học chuyên ngành Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đối tượng thứ 14 đó là học sinh sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh học một trong các ngành về lao, về phong, tâm thần, giám định pháp y tâm thần và giải phẫu bệnh tại các cơ sở đào tạo nhân lực y tế công lập theo chỉ tiêu đặt hàng của nhà nước. Đối tượng thứ 15 đó là học sinh sinh viên, người dân tộc thiểu số, rất ít người, quy định tại khoản 1 điều 2 của Nghị định số 57 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên, dân tộc thiểu số, rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của cơ quan thẩm quyền. Đối tượng thứ 16 mà được miễn học phí đó là người học thuộc các đối tượng, các chương trình, đề án được miễn học phí theo quy định của Chính phủ. Đối tượng thứ 17 được miễn học phí đó là người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp. Đối tượng thứ 18 được miễn học phí đó là người học các trình độ trung cấp cao đẳng đối với các ngành nghề khó tuyển sinh nhưng sẽ có nhu cầu theo danh mục của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định. Đối tượng thứ 18 được miễn học phí đó là người học các ngành nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, các ngành nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định. Thì chúng ta thấy rất là rõ có 19 đối tượng được miễn học phí và có 2 đối tượng thì không phải đóng học phí. Em đã trả lời xong trong câu hỏi số 4. Thì chúng ta thấy phần kết bài ở câu hỏi số 4 như sau. Trên đây là các nội dung quy định về đối tượng không phải đóng học phí và đối tượng được miễn học phí. Đây là các quy định pháp lý rất quan trọng để giúp cho các cơ sở công lập thấy đúng không? Thực hiện đúng các quy định pháp luật về việc đóng học phí và xác định rõ các đối tượng không phải đóng học phí và đối tượng được miễn học phí, đúng không ạ? Để thấy nó thể hiện chính sách của nhà nước đối với đối tượng, đặc biệt là miễn học phí đối tượng người có công hay người yếu thế trong xã hội, những vùng đặc biệt kinh tế xã hội khó khăn, người dân tộc thiểu số, đúng không ạ? Thể hiện quan tâm chính sách nhân văn của nhà nước, tạo điều kiện cho mọi người, mọi công dân để có quyền được học tập, tham gia học tập. Và với đối tượng mà không phải học phí nó thể hiện chính sách phổ cập giáo dục của nhà nước chúng ta, đúng không? Quan tâm hoặc là với các ngành nghề chuyên môn phù hợp, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội theo quy định của chính phủ. Các em nhé, xong trong câu hỏi số 4 này. Ta đi vào câu hỏi số 5. Anh chị hãy trình bày các quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền học phí theo tinh thần của Nghị định số 81 năm 2021 của chính phủ. Thì chúng ta thấy là rất là rõ trong Nghị định số 81 của Chính phủ quy định về các cơ chế thu học phí, các quy định về chính sách miễn giảm học phí đúng không ạ, đối với những cái đối tượng theo quy định pháp luật. Đồng thời thì Nghị định số 81 cũng quy định về các đối tượng mà chúng ta thấy được giảm học phí, hỗ trợ tiền học phí cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy là các đối tượng mà được giảm 70% học phí sẽ bao gồm: một là học sinh sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa nghệ thuật bao gồm nhạc công kịch hát dân tộc, nhạc công truyền thống Huế, đoàn ca tài tử Nam Bộ, diễn viên sân khấu kịch hát, nghệ thuật biểu diễn dân ca, nghệ thuật ca trù, nghệ thuật bài chòi, biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Thứ hai là học sinh sinh viên học các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo tuồng cải lương, múa xiếc, một số nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc độc hại nguy hiểm do Bộ Lao động Thương binh Xã hội quy định. Thứ ba là với trẻ em học mẫu giáo, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số, ngoài các đối tượng mà dân tộc thiểu số rất ít người ở thôn bản đặc biệt khó khăn, ở xã khu vực 3 vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan thẩm quyền, thì chúng ta thấy rất là rõ 3 đối tượng được giảm 70% học phí. Thứ hai là chúng ta bắt về các đối tượng mà được giảm 50% học phí bao gồm: một là trẻ em học mẫu giáo và học sinh sinh viên là con cán bộ công chức viên chức công nhân mà cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên. Thứ hai là đối tượng trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên
theo chương trình giáo dục phổ thông có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, trong trường hợp với ông bà thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định Thủ tướng Chính phủ, thì chúng ta thấy có hai đối tượng là được giảm 50% học phí. Thứ ba là đối tượng được hỗ trợ tiền học phí có những học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, thì chúng ta thấy đối tượng mà được hỗ trợ tiền học phí đó là những học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập được nhà nước hỗ trợ đóng học phí. Thì thấy cái phần trả lời cho phần quy định đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền học phí, thấy kết bài ở câu hỏi số 5 như sau. Trên đây là các nội dung quy định về đối tượng được giảm học phí và hỗ trợ tiền đóng học phí theo tinh thần của nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Đây là các quy định pháp lý rất quan trọng để giúp các cơ sở dục những cơ sở xác định rõ đối chiếu với các quy định hiện hành để xác định có từng đối tượng được giảm, đúng không ạ, được hỗ trợ tiền đóng học phí để tạo điều kiện cho học sinh sinh viên, đúng không ạ, các đối tượng người học được tham dự học tập và được hưởng các chính sách ưu đãi do nhà nước quy định nhé. Vậy là xong trong câu hỏi số 5. Đi vào câu hỏi số 6, anh chị hãy cho biết các quy định về hồ sơ thủ tục thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền học phí đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục học theo tinh thần của nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Thì chúng ta trả lời những nội dung này như sau. Nhà nước quy định các cái chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với các người học tại các cơ sở giáo dục, các cơ sở giáo dục ta mở đóng hoặc đây chính là mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học ấy, đúng không ạ, là một chính sách nhân văn tạo điều kiện cho các cái đối tượng được hưởng chính sách, đúng không ạ, thì các đối tượng này được hưởng trên cơ sở tinh thần quy định hướng dẫn của pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước của các cơ sở giáo dục, thì cần phải thực hiện các hồ sơ thủ tục đúng không ạ, để được hưởng các ưu đãi. Thì trong nghị định số 81/2021 của Chính phủ đã quy định rõ về các nội dung này như sau. Nội dung này tóm nhắc lại chính là cần về quy định hồ sơ thủ tục được hưởng. Thì thứ nhất là về hồ sơ để được hưởng các chế độ chính sách này bao gồm: một là đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí, chia ra đối tượng đầu tiên đối với đối tượng mà thuộc diện miễn giảm học phí học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, thì chúng ta sẽ có mẫu đơn của phụ lục 25 mã. Các đối tượng học sinh tiểu học tư thục thì được hỗ trợ tiền học phí thì theo mẫu đơn của phụ lục 65 mã. Thứ hai là đối với đối tượng thuộc diện mà được hỗ trợ chi phí học tập học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên thì mẫu đơn theo phụ lục số 35 mã. Thứ ba là đối với các đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thì mẫu theo phụ lục 55 mã. Còn đối với đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục thì mẫu theo phụ lục số 75 mã. Thì thấy về đơn thấy đề nghị miễn giảm học phí hay hỗ trợ chi phí thì học tập, hỗ trợ học phí thì theo từng mẫu quy định, luôn từng đối tượng cụ thể. Thứ hai là ta thấy hồ sơ sẽ bao gồm tiếp là bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc giấy chứng minh thuộc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng sau. Chúng ta thấy là gắn với bản sao chứng thực và bản hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng sau đây. Đã thấy với giấy xác nhận khuyết tật thì do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc quyết định về việc trợ cấp xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng quy định tại khoản 2 của điều 15 quy định này. Đó, đã thấy rất là rõ. Thứ hai là quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại khoản 3 điều 15 quy định này. Thứ ba là giấy xác nhận hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng quy định tại khoản 4 điều 15 quy định này. Thứ tư là giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí theo quy định tại nghị định số 27/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và nhân thân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng đối với đối tượng quy định tại khoản 7 điều 15 của nghị định này. Thứ năm là các giấy tờ về khai sinh, giấy xác nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng được quy định tại khoản 12 điều 15 của nghị định này. Thứ sáu là giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đăng ký thường trú, đó là trường hợp mà hộ sổ khẩu bị thất lạc đối với các đối tượng quy định tại khoản 5, khoản 8, khoản 15 điều 15 và điểm C khoản 1 và khoản 3 điều 16 của nghị định này.
kể từ năm học 2024-2025, nghĩa bắt đầu từ ngày 1/9/2024 đấy, thì đối tượng quy định tại khoản 5, khoản 6 điều 5 của nghị định này và kể từ năm học 2025-2026, mốc từ kể từ ngày 1/9/2025, đối tượng quy định tại khoản 8, khoản 9 điều 5 của nghị định này chỉ phải nộp giấy khai sinh. Thì nó thấy rất là rõ trong cái phần từng quy định phần giấy tờ, đúng không ạ? Thấy rất là rõ. Giấy tờ thứ 8 là thế đây, đó là gắn với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp tạm thời đối với đối tượng được quy định tại khoản 17 điều 15 của hình này. Thứ 9 là liên quan cái ta thấy là gắn với các cái giấy tờ liên quan đến sổ hộ trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp với đối tượng được quy định tại khoản điểm A khoản 2 điều 16 này. Thứ 10 đó là giấy xác nhận hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân cấp xã cấp cho đối tượng quy định tại điểm B khoản 2 điều 16 của này. Thì thấy cái phần nội dung quy định về bản sao chứng thực hoặc là bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc là bản sao từ sổ gốc giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn giảm học phí và hỗ trợ chi học tập lên đối 10 đối tượng quy định như vậy rất là rõ em nhá. Thứ ba là đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông vừa thuộc diện được miễn giảm học phí, vừa thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm một bộ hồ sơ các giấy tờ liên quan nói trên kèm theo đơn theo mẫu đấy, theo phụ lục 4 mã của nghị định này. Thứ tư là đối với người học mà thuộc diện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chi thì chúng ta nhớ là chỉ phải làm một bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học cho kỳ học tiếp theo. Thứ năm là với trường hợp mà học sinh sinh viên có thẻ căn cước công dân và được cấp mã định danh cá nhân, thông tin về nơi thường trú có thể khai thác từ việc kết hợp và kết nối chia sẻ dữ liệu về dân cư với các cơ sở dục đào tạo và phòng giáo dục đào tạo, sở đào tạo, phòng lao động thương binh xã hội và phòng tài chính, sở tài chính thì cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học sinh sinh viên không phải nộp giấy khai sinh và sổ khẩu thường trú. Đây là một cái phần quy định rất là rõ liên quan đến phần các cái phần quy định hướng dẫn, đúng không ạ? Chúng ta thấy về hồ sơ. Thứ hai là về trình tự thực hiện thì trong thời vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày khai giảng năm học, cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, học sinh sinh viên, học viên học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền học phí, chi phí học tập sẽ nộp đơn theo mẫu phụ lục số 2 năm mã, phụ lục 3 năm mã, phụ lục 4 năm mã, phụ lục 5 năm mã, phụ lục 6 năm mã, phụ lục 7 năm mã của nghị định này và bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc một trong các giấy tờ được quy định tại khoản 1 điều này để chứng minh thuộc đối tượng miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi cơ sở giáo dục theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc hệ thống giao dịch điện tử. Đấy là chúng ta thấy về trình tự thực hiện. Thứ ba là trách nhiệm xem xét duyệt và thẩm định hồ sơ thì được quy định như sau. Thấy có 5 nội dung quy định rất là rõ. Thứ nhất là đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở thường xuyên thì thuộc phòng giáo dục đào tạo trong mốc thời gian ở đây là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn không đủ trường công lập, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí học sinh tiểu học tư thục gửi phòng giáo dục đào tạo thẩm định. Thứ hai là đối với trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các cơ sở dục khác trực thuộc sở đào tạo thì trong vòng 10 ngày làm việc kể ngày nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và lập danh sách học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập gửi sở giáo dục đào tạo thẩm định. Thứ ba là đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí, thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và quyết định miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên và học viên, đồng thời lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên được miễn giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục 9 năm mã gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp, cơ quan quản lý cấp trên thẩm định lập dự toán kinh phí theo mẫu quy định tại phụ lục 10 năm mã gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp và thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán ngân sách hàng năm.
Thứ tư là đối với cơ sở mầm non, dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục. Chúng ta nhớ về mốc thời gian thực hiện đây là trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí, cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí của người học, cơ sở giáo dục mầm non, dân lập tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục, cơ sở giáo dục thường xuyên tư thục, giáo dục nghề nghiệp và đại học tư thục có trách nhiệm cấp cho người học giấy xác nhận theo quy định phụ lục 8 năm mã của ngành này. Thứ năm là đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục trong hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị miễn giảm học phí, thủ trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tư thục có trách nhiệm xác nhận hồ sơ miễn giảm học phí đối với người học, đồng thời lập danh sách người học được miễn giảm học phí theo mẫu quy định tại phụ lục 9 năm mã gửi về Phòng Lao động Thương binh Xã hội nơi người học đăng ký thường trú để thực hiện theo quy định. Thì anh thấy có 5 nội dung rất là rõ về trách nhiệm xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Trong phần nội dung về hồ sơ thủ tục, chúng ta thấy để miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học cơ sở giáo dục em nhé. Thì anh thấy phần kết bài cho câu hỏi số 6 như sau. Trên đây là các nội dung quy định về hồ sơ thủ tục thực hiện miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí đối với người học tại các cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục học theo tinh thần của nghị quyết số 81 của Chính phủ. Đây là quy định rất quan trọng, đúng không ạ? Để giúp cho các cái đối tượng người học, đúng không ạ? Gia đình người học, phụ huynh học sinh hay người giám hộ thực hiện tuân thủ các quy định hướng dẫn trong nghị định số 81 này để hưởng các cái quyền, hưởng các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, đóng tiền học phí trên cơ sở các hồ sơ, giấy tờ đầy đủ được thực hiện nộp thì các cơ quan thẩm quyền, đúng không ạ? Địa phương đã thấy rồi, các cơ quan quản lý giáo dục để thực hiện và xem xét xét duyệt nhanh chóng, đúng không? Theo đúng các quy định hướng dẫn trong nghị định này để tạo cho người học, đúng không? Được thực hiện, được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của pháp luật, em nhé. Xong trong câu hỏi số 6. Ta đi vào câu hỏi số 7 có nội dung anh chị hãy trình bày các quy định về cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí theo tinh thần của nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Thì chúng ta trả lời nội dung này như sau. Thì chúng ta thấy các nội dung được quy định thì vừa thực hiện, đã nhớ rồi, vừa thực hiện đóng học phí, đúng không? Hoặc là các cái cơ thực hiện được các chính sách để miễn giảm học phí, đúng không? Để thực hiện theo các quy định hướng dẫn pháp luật. Thì trong nghị định số 81 năm 2021 Chính phủ đã ngoài các quy định về việc khung học phí đối với người học thì cũng đã quy định các cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ trong việc đóng học phí làm cơ sở để các cơ sở giáo dục và người học thực hiện theo đúng quy định của pháp luật này. Thì cụ thể quy định cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí được quy định như sau. Thứ nhất là việc miễn giảm học phí sẽ được thực hiện trong suốt quá trình học tập tại nhà trường trừ trường hợp có những thay đổi về lý do miễn giảm học phí. Thứ hai là ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù tiền miễn giảm học phí đối với người học tại cơ sở công lập, cụ thể như sau. Một là nhà nước cấp bù tiền miễn giảm học phí cho các cơ sở mầm non, giáo dục phổ thông, các cơ sở thường xuyên, công lập để thực hiện miễn giảm học phí đối với người học thuộc đối tượng miễn giảm phí quy định tại nghị định này theo mức thu học phí do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với từng vùng, từng cấp học. Thứ hai là nhà nước cấp bù tiền miễn giảm học phí cho các cơ sở dục nghề nghiệp, cơ sở dục đại học công lập để thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với người học thuộc đối tượng miễn giảm học phí theo mức trần học phí quy định tại điểm A khoản 1, điểm A khoản 2, điều 10, điểm A khoản 1, điểm A khoản 2, điều 11 quy định này. Phần còn lại thì người học phải đóng bằng chênh lệch cái mức chênh lệch giữa mức trần học phí quy định tại điểm A khoản 1, điểm A khoản 2, điều 10, điểm A khoản 1, điểm A khoản 2, điều 11 và mức hỗ trợ nhà nước trừ trường hợp đối với các ngành nghề quy định tại điểm A, điểm B khoản 1, điều 16, người học phải đóng bằng phần chênh lệch giữa mức học phí thực tế của cơ sở giáo dục và mức hỗ trợ của nhà nước. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong phần ngân sách nhà nước có trách nhiệm cấp bù tiền miễn giảm học phí đối với người học tại các cơ sở dục công lập trong hai trường hợp cụ thể như vậy. Thứ ba, nhà nước sẽ cấp trực tiếp tiền miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện miễn giảm học phí theo học tại cơ sở dục mầm non, dân lập tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học tư thục, cấp trực tiếp tiền hỗ trợ đóng học phí cho gia đình học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục tư thục
ở địa bàn không đủ trường công lập theo mức học phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng đối với từng vùng, từng cấp học theo mức học phí do cơ quan thẩm quyền quy định trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chưa tự đảm bảo chi thường xuyên tương ứng với các nhóm ngành, chuyên ngành quy định tại Điều 10, Điều 11 của nghị định này. Thứ tư là trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại nghị định này đối với các văn bản quy phạm pháp luật khác đang thực hiện có mức hỗ trợ cao hơn thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao hơn quy định tại văn bản pháp luật khác. Thứ năm là không áp dụng miễn giảm học phí đối với trường hợp đang hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học, các trường hợp mà học cao học, nghiên cứu sinh, trừ trường hợp quy định tại khoản 14, khoản 16, điều 55 của nghị định này. Thứ sáu là không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn giảm học phí đối với người học trong trường hợp đã được hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo. Nếu người học thuộc đối tượng miễn giảm học phí đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục và nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi. Thứ bảy là không áp dụng chế độ miễn giảm học phí đối với người học theo hình thức giáo dục thường xuyên và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tại các cơ sở thường xuyên, trừ trường hợp các đối tượng học các cấp học thuộc chương trình giáo dục phổ thông theo hình thức giáo dục thường xuyên. Thứ tám là không áp dụng chế độ miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian người học bị kỷ luật, ngừng học hoặc buộc thôi học, học lưu ban, học lại, học bổ sung. Trường hợp người học phải dừng học, học lại, lưu ban không quá một lần do ốm đau tai nạn hoặc dừng học vì lý do bất khả kháng, không do kỷ luật hoặc là tự thôi học thì thủ trưởng cơ sở dục xem xét cho tiếp tục học tập theo quy định và tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của nghị định này. Chúng ta thấy các phần quy định rất là rõ, đúng không ạ? Thứ 9 là với kinh phí cấp bù miễn giảm học phí, hỗ trợ đóng học phí được cấp theo thời gian học thực tế nhưng không quá 9 tháng trên năm học đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên tại cơ sở thường xuyên và không quá 10 tháng trên năm học đối với học sinh sinh viên học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và thực hiện chi trả cho người học 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. Thứ 10 là nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại điều 18 của nghị này với mức là 150.000 đồng trên học sinh trên tháng để mua sách vở và các đồ dùng học tập khác. Thời gian được hưởng theo thời gian học tập thực tế và không quá 9 tháng trên năm trên một năm học và thực hiện chi trả 2 lần trong năm vào đầu các học kỳ của năm học. 11 là với trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ, học sinh phổ thông, học viên học tại các cơ sở thường xuyên, học sinh sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học chưa nhận được tiền cấp mà tôi thấy liên quan đến tiền cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong lần chi trả tiếp theo. Đó là 11 quy định rất là rõ về cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí. Người ta thấy phần kết bài trong câu hỏi số 7 là như sau. Trên đây là các nội dung quy định về cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí theo tinh thần của nghị định số 81/21 của Chính phủ. Thì đây là những quy định rất quan trọng để giúp cho các cơ sở đào tạo xác định thực hiện việc thực hiện thu học phí theo đúng các cơ chế, đúng không ạ? Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ đóng học phí theo quy định hướng dẫn thi hành, đúng không? Đảm bảo các quy định chính sách của nhà nước trong việc hỗ trợ hay là miễn giảm học phí, xác định đúng đối tượng, đúng không ạ? Trong việc thực hiện được miễn giảm học phí, đúng không ạ? Và không áp dụng với các cái đối tượng mà pháp luật không cho phép, đúng không? Tuân thủ các quy định hướng dẫn trong nghị định số 81 này và văn bản hướng dẫn liên quan. Như vậy là xong trong câu hỏi số 7. Ta đi vào hỏi số 8. Anh chị hãy trình bày các quy định về phương thức cấp bù tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục công lập theo tinh thần của nghị định số 81/21 của Chính phủ. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong cái phần cơ chế này. Trên cơ sở các quy định về cơ chế nguyên tắc đóng học phí, quy định về cơ chế thu chi cũng như các quy định các chính sách của nhà nước đối với đối tượng, các cái đối tượng được hưởng các chính sách miễn giảm học phí thực hiện theo cơ chế, thì trong nghị định số 81/21 Chính phủ cũng quy định thêm các nội dung quy định về việc phương thức cấp bù tiền miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục công lập cụ thể như sau. Thứ nhất là phương thức cấp bù tiền miễn giảm học phí đối với cơ sở giáo dục công lập được thực hiện: một là kinh phí thực hiện cấp bù tiền miễn giảm học phí
cho cơ sở giáo dục công lập được ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo hình thức giao dự toán, việc phân bổ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục công lập được thực hiện đồng thời với thời điểm phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. Khi giao dự toán cho các cơ sở giáo dục, cơ quan chủ quản phải ghi rõ dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp bù học phí cho người học thuộc đối tượng được miễn giảm học phí đang theo học tại cơ sở giáo dục công lập. Đối với các cơ sở giáo dục công lập sẽ gửi kho bạc nhà nước nơi giao dịch hồ sơ rút dự toán bao gồm quyết định giao dự toán của cơ quan thẩm quyền giao đối với kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí, rồi quyết định phê duyệt danh sách được hưởng chế độ miễn giảm học phí của cơ sở giáo dục công lập kèm theo danh sách tổng hợp đề nghị cấp bù tiền học phí miễn giảm. Ở đây bao gồm các nội dung là họ tên này, đối tượng, tổng số học sinh thuộc diện được miễn giảm học phí, đúng không ạ? Rồi chúng ta thấy là liên quan các cái được hưởng các quy định của nhà trường, đúng rồi, còn các cái mức thu học phí của nhà trường, rồi mức học phí miễn giảm và kinh phí đề nghị cấp bù và toàn bộ hồ sơ xét duyệt các đối tượng miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, rồi giấy rút dự toán theo quy định để rút dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn giảm học phí. Và trên cơ sở đó thì chúng ta thấy kho bạc nhà nước sẽ căn cứ hồ sơ rút dự toán thực hiện kiểm soát và chuyển tiền vào tài khoản thu học phí của cơ sở giáo dục đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao và không vượt quá dự toán do cơ sở giáo dục đề nghị rút. Kinh phí ngân sách nước cấp bù tiền miễn giảm học phí cho cơ sở dục công lập được chuyển và hạch toán vào tài khoản thu học phí của cơ sở ở này và được tự chủ và sử dụng theo phương thức thực tế đối tượng được cấp bù và quy định hành về chế độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trường hợp dự toán giao thực hiện cấp bù tiền miễn giảm học phí cho cơ sở giáo dục công lập cao hơn số lượng đối tượng thụ hưởng thực tế và mức cấp bù theo quy định của nhà nước thì cơ sở giáo dục báo cáo cơ quan chủ quản để xử lý theo quy định hành. Thì ta thấy rất là rõ trong cái phần quy định dùng phương thức cấp bù miễn giảm học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thì chúng ta thấy có hai phần quy định rất là rõ, đúng không ạ? Thứ hai là về phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở phổ thông công lập cụ thể sau. Một là phòng đào tạo sẽ chịu trách nhiệm chi trả quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho cha mẹ hoặc người giám hộ trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trong cơ sở, cha mẹ hoặc là học viên học ở các cơ sở giáo dục thường xuyên hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả quyết toán với phòng giáo dục đào tạo. Thứ hai là sở giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm chi trả quyết toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho cha mẹ học sinh hoặc là học sinh trung học phổ thông, học viên học ở các cơ sở giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và học sinh học tại cơ sở giáo dục khác do sở giáo dục đào tạo quản lý hoặc ủy quyền cho cơ sở giáo dục chi trả quyết toán với sở giáo dục đào tạo. Thứ ba là kinh phí hỗ trợ chi phí học tập được cấp không quá 9 tháng trên năm học và chi trả 2 lần trong năm. Lần 1 là chi trả 4 tháng vào tháng 10 hoặc tháng 11. Lần 2 là chi trả 5 tháng vào tháng 3 hoặc tháng 4. Thứ tư là trường hợp mà cha mẹ hoặc người giám hộ, trẻ em học mẫu giáo và học sinh chưa nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ trả tiếp theo. Thứ năm là kho bạc nhà nước sẽ căn cứ và quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền, trong đó có ghi rõ về dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và chứng từ chuyển tiền thực hiện tạm ứng cho phòng giáo dục đào tạo hoặc sở đào tạo hoặc cơ sở giáo dục trong trường hợp mà được ủy quyền và phòng giáo dục đào tạo hoặc sở đào tạo hoặc cơ sở giáo dục mà trường hợp được ủy quyền ấy, chịu trách nhiệm chi trả cho đúng đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập sau khi chi trả thực hiện thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước và kho bạc nhà nước căn cứ giấy đề nghị thanh toán tạm ứng và bảng kê chứng từ tạm ứng thanh toán để thanh toán tạm ứng cho đơn vị. Thấy rất là rõ các cái phần quy định liên quan với phương thức cấp bù tiền miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục công lập nằm trong khoản số 8. Chúng ta thấy phần kết bài khoản số 8 sau. Trên đây là các nội dung quy định về phương thức cấp bù tiền miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập đối với cơ sở giáo dục công lập theo tinh thần của nghị định số 81/2021 của Chính phủ. Đây là quy định pháp lý quan trọng làm cơ sở đã thấy để các cơ sở giáo dục công lập thực hiện theo trình tự gửi đến cơ quan có thẩm quyền về tài chính đấy, các kho bạc có thể thực hiện việc rút đúng không, thực hiện các quy định thực hiện về được cấp bù tiền miễn giảm học phí được hưởng theo chế độ chính sách ấy, và các cơ quan tài chính có trách nhiệm thực hiện các nội dung trong việc thanh khoản các cái thực hiện xét duyệt các hồ sơ rút dự toán hiện các kiểm cũng như kiểm soát các nguồn chuyển tiền thu học phí của cơ sở đào tạo, rồi các cơ quan quản lý và giáo dục chịu trách nhiệm như phòng giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo,
thực hiện các cái phương thức chi trả hỗ trợ học phí học tập theo đúng đối tượng đối với các cơ sở đang học, đối với các đối tượng đang học tại cơ sở mầm non, cơ sở thông theo quy định hướng dẫn trong nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ, các em nhá. Xong trong câu hỏi số 8. Đây là câu hỏi số 9 có nội dung: anh chị hãy cho biết các quy định về mức trần giá dịch vụ ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông theo tinh thần của nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Thì chúng ta thấy đây là câu hỏi số 9, cũng là câu hỏi cuối cùng trong bộ đề gắn với nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Thì chúng ta thấy rất là rõ, thì chúng ta cần hiểu thêm về giá dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo, chính là số tiền mà người sử dụng dịch vụ phải trả cho từng dịch vụ trong lĩnh vực đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, đúng không ạ? Ta thấy rất là rõ là giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo là số tiền người sử dụng dịch vụ phải trả cho từng dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp. Để làm cơ sở quy định chi tiết các nội dung về phần các chi phí học tập và các chi phí về giá trần, các cái giá khung đấy, ta thấy rất rõ các mức trần của giá dịch vụ của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông làm cơ sở cho các cơ sở dục này thực hiện. Thì Chính phủ đã ban hành nghị định số 81 trong 21 của Chính phủ quy định chi tiết về nội dung này như sau. Thứ nhất là mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non phổ thông năm học 2021-2022 là tối đa bằng mức học phí quy định tại khoản 1 điều 9 của này. Ta nhớ về mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của năm học 2021-2022 tối đa là bằng mức học phí quy định tại khoản 1 điều 9 của định này. Thứ hai là với mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông cho từ năm học 2022-2023 thì quy định: một là cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thì tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm A khoản 2 điều 9 của định này. Và từ năm học 2023-2024 trở đi, mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông được điều chỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương và khả năng chi trả của người dân, nhưng tối đa không vượt 7% trên năm. Thứ hai là thấy với cơ sở mầm non phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên thì tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm B khoản 2 điều 9 của nghị định này. Thứ ba là với cơ sở mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm C khoản 2 điều 9 của nghị định này. Thứ tư là đối với cơ sở mầm non giáo dục phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư nếu đạt được mức kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn do Bộ Đào tạo, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định được tự xác định mức giá dịch vụ trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí do cơ sở đào tạo ban hành trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức giá dịch vụ. Thì chúng ta thấy rất là rõ ở đây với mức trần giá dịch vụ mầm non của giáo dục phổ thông từ năm học tạm mốc từ 2021-2022 và mức tiếp theo là 2022 trong năm học 2022-2023 thì với mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non phổ thông trong năm học 2021-2022 thì ta nhớ tối đa bằng mức học phí quy định tại khoản 1 điều chỉnh này, nhưng mà mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non giáo dục phổ thông từ năm 2022-2023 thì chia ra rất là rõ các mức. Đầu tiên là với cơ sở mầm non phổ thông mà chưa tự đảm bảo chi thường xuyên thì tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm A khoản 2 điều 9 của này. Và từ năm 2023-2024 trở đi, mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non giáo dục phổ thông được điều chỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương và khả năng chi trả người dân, nhưng tối đa là không vượt 7,5% trên năm. Thứ hai là với cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên thì tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm B khoản 2 điều 9 của hình này. Ba là với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì tối đa bằng mức trần học phí quy định tại điểm C khoản 2 điều 9 của hình này. Thứ tư là đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư nếu đạt được mức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định được tự xác định mức giá dịch vụ trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật đến mức chi phí do cơ sở giáo dục đào tạo ban hành trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt mức giá dịch vụ toàn bộ nội dung quy định ở mức trần giá dịch vụ mầm non giáo dục phổ thông. Thì chúng ta thấy phần kết bài như sau. Trên đây là các nội dung quy định về mức trần giá dịch vụ giáo dục mầm non phổ thông theo tinh thần của nghị định số 81 năm 2021 của Chính phủ. Thì đây là những quy định pháp lý rất quan trọng để giúp cho các cơ sở giáo dục mầm non giáo dục phổ thông xây dựng các mức giá trần dịch vụ phù hợp với từng điều kiện của mình. Có thể là các cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo đúng không? Chi thường xuyên, hay là cơ sở tự đảm bảo chi thường xuyên, hay cơ sở đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, và với từng năm học từ năm học 2021-2022 hoặc là từ năm học 2022-2023 theo đúng quy định hướng dẫn
của nghị định số 81 năm 2021 của chính phủ, đúng không ạ? Theo đúng các định hướng dẫn, đúng không ạ? Đảm bảo xây dựng các mức trần phù hợp, đúng không ạ? Đảm bảo điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương trong từng năm học, đúng không ạ? Vậy là xong trong câu hỏi số 9, cũng là câu hỏi cuối cùng, bộ đề 9 câu hỏi gắn với nghị định số 81 năm 2021 của chính phủ quy định về cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống các cơ sở giáo dục, trong đó ta đánh nhắc đến cơ sở giáo dục là chính là cơ sở mầm non, cơ sở phổ thông, cơ sở chuyên, cơ sở đại học đấy thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, các em nhé. Như vậy thầy hướng dẫn đầy đủ các nội dung 9 câu hỏi, trong đó có một câu hỏi liên hệ thực tế thì chúng ta thấy cần làm rõ trong hỏi số 3 đấy, liên quan về thu quản lý sử dụng học phí, thì đầy đủ các phần lý thuyết và liên hệ cho các em. Những câu hỏi trọng tâm nhất các em học bám sát đằng gạch các ý chính theo sơ đồ cây, rồi chúng ta nghe đi nghe lại, rồi sau đó ta viết hoàn thiện theo cấu trúc 3 phần mà bài thứ 3 mà thầy đã hướng dẫn trong video này các em nhé. Cảm ơn các em rất nhiều, xin chào tất cả các em.